Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu có cái logo là một ký tự của tiếng Hy Lạp cổ. Và chắc hẳn các bạn cũng đã đoán ra đây là thương hiệu gì rồi phải không? Đó chính là thương hiệu Omega. Để nói về thương hiệu này thì có rất nhiều điều để nói. Tuy nhiên thì Omega có thể nói tóm tắt lại là một thương hiệu đồng hồ rất là cao cấp, đã quen thuộc với người chơi đồng hồ trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Nhận được rất là nhiều đánh giá cao của người sử dụng này, giới sưu tầm về chất lượng cỗ máy cũng như là ngoại hình cũng như là decor cái cỗ máy rất là đẹp. Thì cái tên Omega thì luôn luôn được chúng ta nhắc đến trong tất cả những sự kiện lớn về đồng hồ. Và chiếc đồng hồ có mặt tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Seamaster Aquaterra 150m chống nước Coaxial và Master Chronometer. Với ngoại hình của phiên bản Seamaster Aquaterra này thì không có quá nhiều đặc điểm đặc biệt. Với một đường kính rất là đẹp 41mm thì chúng ta có thể thấy chiếc đồng hồ này nó được ăn sâu vào cái thiết kế Aquaterra truyền thống với một vành bezel đánh bóng này. Dáng tay càng thì chia làm 3 phần rõ rệt, một phần đánh trước ở phần trên, xong tiếp đến là đánh bóng và tiếp đến là những phần phay xước ngang. Điểm khác biệt duy nhất tới lớp vỏ chiếc đồng hồ này đó chính là chúng ta thấy hai phần mối nối được nối với cả cái dây cao su ở tại vị trí góc 12 giờ và 6 giờ. Đó là cái điểm khác biệt duy nhất của dòng Omega Aquaterra dây cao su này với cả những cái phiên bản dây kim loại hoặc là dây da khác. Rồi, chúng ta hãy cùng chuyển sang một cái chi tiết mà tôi rất là thích đối với chiếc đồng hồ này. Đó chính là bộ dây cao su được đan thành hình lưới rất là đẹp mắt. Như các bạn đã biết thì Omega là một thương hiệu thường xuyên sản xuất những chiếc đồng hồ thể thao với dây thép hoặc là dây da. Tuy nhiên với model này thì chúng ta có một chiếc đồng hồ với dây cao su hoàn toàn mới, những thiết kế hoàn toàn mới đến từ nhà Omega và họ ưu ái cho dòng Aquaterra này. Tiếp đến là bộ khóa. Thì bộ khóa thì cũng không khác gì với những chiếc Aquaterra đời cũ, đó chính là một bộ khóa vàng hồng được hoàn thiện rất là tỉ mỉ và kỳ công với mài xước rất là đẹp mắt. Tiếp đến là về chúng ta hãy lật mặt sau của chiếc đồng hồ ra thì chúng ta sẽ thấy một cái đáy với một lớp kính sapphire. Cái đáy này thì hoàn toàn khác với những cả phiên bản Aquaterra cũ thường là chỉ là tròn, hình tròn, thì với phiên bản này thì chúng ta có thể thấy nó như hình một cái khiên. Ở phần tay càng thì vẫn có những cái dấu chuyện như chúng ta đã biết, chuyện vàng 750, chuyện cái cân vân vân. Rồi, và chúng ta hãy nhìn luôn vào bộ máy bên trong. Thì chiếc đồng hồ này sở hữu một cái cỗ máy đó là Omega Coaxial 8901. 8901 các bạn ạ. Bình thường ấy thì chúng ta sẽ thường thấy một chiếc Omega cũ, thế hệ cũ thì sử dụng một cỗ máy là 8501 thay vì là 8901 như những thế hệ mới nhất là Master Chronometer. Cỗ máy này đã trải qua những kiểm nghiệm chuẩn nghiêm ngặt đạt chứng nhận Master Chronometer chuyên biệt nghiêm ngặt bởi Viện Đo lường Liên bang Thụy Sĩ METAS và những kiểm nghiệm chuyên sâu của hãng khi xuất xưởng. Cỗ máy caliber 8901 này gồm 39 chân kính và hoạt động ổn định ở tần số 25.200 nhịp trên một giờ và thời lượng chữ cót lên tới 60 tiếng. Ngoài những cái thông số mà tôi muốn đề cập thì tôi muốn các bạn cảm nhận về cái cỗ máy này. Cỗ máy này thì được trang trí một cách rất là đẹp mắt với rotor bằng vàng 22 carat này. Cầu nối giữ bộ dao động cũng được hoàn thiện bằng vàng. Để mà nói cái ưu điểm của chiếc đồng hồ này, ngoài sợi dây cao su thì tôi đánh giá cao mặt số của chiếc đồng hồ này. Thì nó không khác quá nhiều so với những chiếc Aquaterra bình thường. Điểm duy nhất và khác biệt của nó so với những chiếc Aquaterra thế hệ cũ như chúng ta đã thấy, đó chính là thay vì những cái sọc dọc từ góc 12 giờ đến 6 giờ thì chúng ta sẽ thấy được là sọc được chuyển từ bên trái sang bên phải, tức là sọc kẻ ngang các bạn ạ. Và những cái ô lịch chúng ta thường thấy ở góc 3 giờ được chuyển xuống góc 6 giờ. Độ hoàn thiện thì vẫn như vậy. Tôi nghĩ là từ cái kim giờ, kim phút, logo Omega cũng như là các cọc số đều có một độ hoàn thiện tương đương. Nhưng màu mặt số là cái màu xanh, tôi phải nói là rất là cuốn hút. Cái điều cuối cùng mà tôi muốn trao đổi với các bạn đó chính là mức giá của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này có một cái mức giá là 17.000 USD, tương đương với gần 400 triệu Việt Nam đồng. Chúng tôi đã có một bài đánh giá hai chiếc đồng hồ Hublot và chiếc Omega này. Hai chiếc đồng hồ đều có lớp vỏ bằng vàng
và dây cao su. Thì nếu như các bạn có quan tâm thì mời các bạn truy cập vào website chúng tôi là www.gia bảo luxury.com để tham khảo cái bài viết hai chiếc đồng hồ thể thao đến từ hai thương hiệu có đặc thù khác nhau này các bạn nhé. Và đây là cuối của video này rồi, hy vọng các bạn đã có một cái trải nghiệm qua về chiếc Omega Aquaterra dây cao su với lớp vỏ vàng hồng, đường kính là 41mm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.